Tặng ngay một cuốn sách kỹ thuật nuôi ong trị giá lên đến 70.000 dành cho bác khi mà bác xem hết video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì cơ sở dụng cụ nuôi ong An Thịnh cũng sẽ gửi đến các bác các cái mẫu thùng quay mật inox hoàn toàn 100%. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái video này là em sẽ báo giá từng loại một, thùng inox 2 cầu, thùng inox 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu. Quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất là các bác cập được nhật được cái bảng giá. Khi mình mua bán giao lưu thì cái bảng giá rất là quan trọng, cho nên nhất định trong video này các bác hãy ở xem hết video của em các bác nhá. Đầu tiên thì em xin giới thiệu về cái chương trình ngày hôm nay, cũng như là em xin phép được gửi một lời chào đến tất cả các bác là thợ nuôi ong trên toàn quốc. Đối với các bác là thợ chuyên nghiệp cũng như là các bác nuôi văn nghệ giải trí để lấy mật của nhà dùng, thì gọi tùy theo cái chương trình để các bác có thể tham khảo những cái thùng quay mật em sắp giới thiệu ngay sau đây. Và với khi mà các bác đặt bất kỳ một chiếc thùng quay mật nào bên nhà em, từ 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu, thì đều được tặng một cuốn sách kỹ thuật nuôi ong do kỹ sư Ngô Đắc Thắng biên tập và viết cùng với tác giả là chính là em, với cuốn sách này với rất nhiều kỹ thuật cơ bản trong này. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết về một chiếc thùng quay mật đầu tiên. Xin mời các bác. Đầu tiên thì em xin giới thiệu vào cái mẫu 2 cầu trước dành cho các bác nhé. Ở đây thì em sẽ giới thiệu cho bác là mẫu thùng quay mật 2 cầu, em đặt lên cho nó đứng. Thì đầu tiên em xin giới thiệu về cái chất liệu trước. Chất liệu của thùng quay mật năm 2024 này đã được cải tiến là inox 100% rồi. Khác với những cái phiên bản của 2021, 2022, 2023 thì nó vẫn dính một chút về thép, nhưng mà ở phiên bản này mới nhất thì đã cập nhật cho bác là inox rồi. Nên là các bác dùng rất là thích luôn. Và công nghệ bây giờ là công nghệ Hàn, cũng rất là đẹp. Đây, quay lại gần, anh camera quay lại gần giúp tôi để giới thiệu đến cho các bác kỹ hơn ạ. Các bác để ý Hàn là Hàn bằng máy ạ. Đây, các bác nhìn đến cái chi tiết Hàn này cho em. Thế còn với cái việc là sử dụng thùng 2 cầu nhé các bác ơi, thì chủ yếu là phục vụ cho các bác nuôi ở quy mô nó ít hoặc là thích nhẹ nhàng. Đấy, thì đây là phía bên trong ạ. Các bác nhìn giúp em nhé. Ở thiết kế thì là hai cầu này, đây là tay quay. Đấy, tay quay cũng nói chung là tất cả mọi chi tiết là cũng rất là đẹp luôn. Em giới thiệu tiếp ạ. Mà đây là cái lỗ van chảy mật, không biết là vừa rồi bị làm sao, em xin phép giới thiệu lại nhé. Là đáy ở dưới đáy thì là sẽ là đáy hình chóp nón, đây các bác nhìn này, giúp em này. Đấy. Còn với cái khung cầu ở phía bên trong, những cái khung cầu này thì đều là sử dụng cho khung cầu ong nội tiêu chuẩn 42, các bác bỏ vào đây là hoàn toàn quay được, nó rất là vừa. Có nhiều bác thắc mắc bảo là không biết có vừa cầu của tôi không, thì nếu như cầu của các bác nuôi theo đúng tiêu chuẩn thì sẽ vừa, trừ số một số địa phương là các bác không cái cầu nó không đúng thì mới không vừa thôi, còn đâu thì tiêu chuẩn là chung. Thì em báo giá luôn nhé, mẫu thùng 2 cầu này thì hiện tại cập nhật mới nhất, mà cái giá này giá rất là rẻ, bên em hiện tại cập nhật rồi giá xưởng thì giá con này là 1.200.000 ạ, đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi, còn một cả một cái khung gỗ khi gửi đi, đúng nhỉ? À, xin lỗi các bác, đấy là phiên bản cũ 2023, thế còn phiên bản này thì là hàng này nó rất là cứng và gửi đi thì em sẽ đóng gói rất là cẩn thận, hàng sẽ được vận chuyển toàn quốc dành cho các bác nhé. Chuyển sang mẫu thùng 3 cầu, các bác có thể tham khảo mẫu thùng 3 cầu ạ. Ở cái mẫu 2 cầu này cũng là mẫu, sau này em giới thiệu thêm một chút, thì mẫu này các bác cũng không cần đảo cầu. Nhưng mà nếu các bác mà thích xem mẫu 3 cầu thì đây, mẫu 3 cầu nhé. Mẫu 3 cầu thì nó chỉ đắt hơn là 100k thôi. Đấy, con này là 1.300.000. Nó khác nhau ở phía bên trong thôi các bác nhé. Đây, phía bên trong đây các bác nhìn, nó sẽ là cái giá để cầu này nó sẽ là 3 cầu. Các bác quay được 3 cầu. Đấy, còn chi tiết thì nó vẫn giống nhau, đáy hình chóp nón. Đó. Và quay đến đâu thì chảy mật ra đến đấy, cho nên là cũng có bác thắc mắc bảo bên dưới nó có vòng bi, thì em chia sẻ là thực ra nó cũng không ảnh hưởng gì các bác, bởi vì mật nó văng ra thì nó sẽ văng ra thành này. Thế cho nên là khi chảy xuống thì mật nó sẽ chảy luôn ra đây, nên nó hoàn toàn là các bác đảm bảo được cái quá trình vệ sinh. Vừa rồi là em giới thiệu mẫu thùng 2 cầu và 3 cầu rồi, dành cho các bác nuôi đơn giản. Thế còn bây giờ em sẽ giới thiệu sang mẫu thùng dành cho bác thợ chuyên nghiệp, hoặc là các bác nuôi với quy mô
nhiều, số lượng đàn nhiều thì các bác có thể tham khảo cái mẫu thùng 4 cầu và mẫu thùng 6 cầu. Thì trước tiên em xin giới thiệu là đây là chiếc thùng 4 cầu. Với cái bản này thì có cả chân đi kèm luôn. Chân cũng là inox và cũng có van, rất là tiện. Và chân, các bác lưu ý giúp em nhé, cái chân hơi choãi ra một chút rồi nên là rất là chắc khỏe luôn. Đây, em quay. Đó. Còn để mà đặt mua hàng được mà các bác đã tin tưởng bên cơ sở An Thịnh với rất nhiều năm kinh doanh rồi thì các bác có thể điện thoại trực tiếp để đặt hàng. Thế còn nếu như các bác mà vẫn chưa thực sự là hiểu biết về sản phẩm cũng như là chưa có đủ niềm tin về cơ sở đại lý dụng cụ nuôi ong An Thịnh thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Số điện thoại thì em để cạnh tiêu đề của video để các bác điện trực tiếp đấy là ok luôn ạ. Còn đây bên trong các bác quay lại gần nữa. Đây là phía guồng để cầu bên trong nhé. Thì đây là inox này. Đấy, tất cả là inox hết các bạn. Mà cái độ cân chỉnh bằng máy cho nên là nó rất là tròn đều, quay nó không bị dơ. Đấy. Rất là đẹp đúng không các bác? Rất là ok luôn. Em giới thiệu rất là kỹ ở cái đoạn này nhé. Là với cái van chảy mật này thì nó chỉ có van, nó chỉ có vòi này thôi, nó không có van. Cho nên là các bác về có thể chế thêm van, còn bên nhà em không có. Thế còn bình thường thì các bác khi khai thác mật, khi quay mật thì các bác để luôn cái xô ở đây. Đó là ok, là mình lọc luôn xong mình rót vào hoặc là để một cái can lọc qua phễu. Đấy, ví dụ thế. Chứ còn thực ra cái van nó cũng không ấy đâu, nó cũng không tiện bằng cái cách là mình để chảy mật thực tế trực tiếp như này. Thế còn đây là mẫu 4 cầu, giá của 4 cầu này là 2,2 triệu. Đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi, tận nhà luôn. Đấy. Quyền lợi các bác vẫn là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Thế còn đây là mẫu 6 cầu. Nếu các bác nuôi số lượng nhiều hoặc là mình tính về độ tiện lợi của cái việc thùng quay thì nên sử dụng thùng quay bộ 6 cầu như này. Thì thùng quay 6 cầu thì ưu điểm là các bác quay được những cái cầu mà nó lẻ. Ví dụ 2 cầu các bác quay được, 3 cầu các bác quay được và 4 cầu cũng quay được. Đấy. Nhưng mà các bác cũng vẫn lựa chọn thùng 4 cầu. Tại vì bên này em bán hàng thì em cũng rất là hiểu tâm lý các bác. Là các bác bảo thôi tôi cứ lấy 4 cầu, có quay 6 cầu ở đâu thì cũng ok. Thì đây là mẫu thùng 6 cầu. Mẫu thùng 6 cầu này thì nó đắt hơn 100. Và 2,3 triệu inox đẹp. Tất cả mối hàn chuẩn chỉ luôn. Hàng chất lượng cực kỳ luôn. Nên là bác nào mà trong cái mùa 2024 này, ở trong cái mùa 2024 này mà có nhu cầu mua về những cái thùng quay mật như thế này thì liên hệ với đại lý dụng cụ nuôi ong An Thịnh đến từ Bắc Giang để bên em được tư vấn. Em nhắc lại nhé, em báo giá lại này, một lần nữa em báo giá lại và giới thiệu là trong cái mùa giải của 2024 này, khi mà các bác mua thùng quay mật bên nhà em sẽ được tặng kèm một cuốn sách kỹ thuật nuôi ong trị giá là 70.000. Và em nói luôn, chương trình này là chương trình chiên khách hàng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái giá thùng quay này bên nhà em báo đã rẻ rồi, nếu các bác không nhận quà tặng thì cũng không có chương trình bớt giá đấy, tại vì đây nó chỉ là quà tặng bên ngoài thôi. Để em báo luôn để tránh tình trạng là các bác bảo tôi không lấy sách và bớt cho tôi 70.000, thì thực ra nếu như vậy thì bên nhà em không bán được. Đấy là thật sự cuốn sách này nó tặng trên một ý nghĩa là các bác để các bác ủng hộ cũng như là phục vụ thôi. Đấy, cho nên là các bác thông cảm giúp em là em báo giá lại nhé. Thùng 2 cầu là 1,2 triệu, thùng 3 cầu là 1,3 triệu, thùng 4 cầu là 2,2 triệu và thùng 6 cầu là 2,3 triệu. Giá em báo ở trên là đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác rồi, nên là các bác cứ yên tâm ở nhà nhận hàng. Bây giờ hoa vải đang bắt đầu lở rồi, thực sự là nếu các bác có nhu cầu về thùng quay mật thì lên đặt luôn lần này. Số điện thoại thì em để ở đây nhé, số điện thoại em để ở góc này hoặc góc này, các bác điện trực tiếp cho bên em để đặt hàng nhé, để nhận quà tặng từ đại lý dụng cụ An Thịnh.